Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình LDAP trên firewall FortiGate để ánh xạ người dùng hoặc nhóm người dùng trên AD server vào FortiGate. LDAP là viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol, là một giao thức ứng dụng truy cập các cấu trúc thư mục. Một cấu trúc thư mục là một tập hợp các đối tượng có các thuộc tính hay là đặc điểm tương tự và được sắp xếp theo logic thành nhiều cấp bậc. Trong trường hợp của bài lab này, các bạn có thể hiểu đơn giản nó là các group user và user trong đó. FortiGate sẽ kết nối tới LDAP server và lấy thông tin về user và user group và sử dụng cho các chính sách tường lửa hoặc kết nối VPN tùy theo nhu cầu sử dụng. Mình đang sử dụng một mô hình đơn giản gồm một firewall FortiGate. Một server đang chạy Windows Server 2016, mình sẽ dựng LDAP server và tạo các user trên server này. Một máy tính bên dưới này để mình thử test xác thực với các user. Trước tiên trên server mình sẽ tạo các user và user để xác thực cho FortiGate. Server này mình đã dựng sẵn một AD với domain là sentityshop.vn. Phần build một AD này thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào add role and feature. Add role là Active Directory Domain Service, sau đó cấu hình một new forest domain là được. Phần này trong bài lab dựng Radius server mình đã hướng dẫn rồi, các bạn có thể tham khảo lại nhé. Sau khi cài xong AD, các bạn vào Active Directory User and Computer. Chọn domain name mà các bạn đã cấu hình. Mình sẽ tạo thêm một OU mới cho dễ nhìn. Các bạn kích chuột phải vào domain name, chọn New. Organizational Unit để add thêm một OU. Trong OU này mình sẽ tạo hai user group và các user trong đó. Mình sẽ tạo hai user group là kỹ thuật và kinh doanh. Kích chuột phải vào OU Sentity Shop, chọn New Group. Tiếp theo mình sẽ tạo 4 user để test xác thực. Kích chuột phải vào OU, chọn New, User. Mình sẽ đặt tên user là Tech 1, Tech 2 cho nhanh. Sau đó thì add các user này vào group tương ứng. Kích chuột phải vào user và chọn add to a group. Sau đó gõ tên group mà các bạn đã tạo ở trên. Để kiểm tra thì các bạn kích đúp vào User Group, chuyển sang tab Member. Các user được add vào group sẽ hiển thị ở đây. Tiếp theo trên FortiGate mình sẽ cấu hình LDAP để lấy user về. Các bạn vào menu User and Authentication, LDAP Server, nhấn Create New để cấu hình LDAP Server. Server IP, các bạn nhập địa chỉ IP của máy chủ mà các bạn đã cài AD lên. Server port để mặc định 389.
Phần Common Name Identifier các bạn nhập giá trị sang Account Name. Distinguished Name thì cấu trúc của nó sẽ là DC bằng hai giá trị trước và sau dấu chấm trong Domain Name. Ví dụ Domain Name của mình là cnttshop.vn thì giá trị ở đây sẽ là DC bằng cnttshop, DC bằng VN. By the time chọn là regular. Username các bạn nhập theo cấu trúc trong AD. Đây là tài khoản admin có quyền quản trị AD. Các bạn có thể xem trong phần setting của server. Các bạn nhập theo đúng cấu trúc này, giống như khi các bạn đăng nhập vào PC đã join domain thôi. Nhấn Test Connection. Status báo Successful là OK. Sau khi kết nối LVAP thành công, các bạn vào menu User Group để lấy các tài khoản về. Chọn Create New. Type chọn ở Firewall. Chọn Add trong Remote Group. Chọn Remote Server là LDAP server mà các bạn vừa cấu hình. FortiGate sẽ liệt kê tất cả các group có trong AD. Kích vào dấu cộng. Chọn OU là cnttshop. Ở đây có hai user group mà mình đã tạo trước đó. Các bạn nhấn Add All Resources để add toàn bộ group vào firewall. Hoặc kích chuột phải vào group rồi chọn Add Selected cũng được. Mình sẽ chia group giống như trên AD. Nhấn OK. Tương tự với group cho sale. Tiếp theo các bạn vào menu User Definition, chọn Create New, Type chọn Remote LDAP User. Chọn LDAP Server đã cấu hình. Trong phần này các bạn cũng chọn OU đã tạo để loại bỏ các user không cần thiết. Sau đó add các user tương tự như với group, mình sẽ chọn Add All Resources. Nhấn Submit. Khi đó, tất cả các user có trong OU mà các bạn đã tạo sẽ được thêm vào firewall. Quay lại user group và add các user này vào group tương ứng. Như vậy là các bạn đã có thể sử dụng các user trong LDAP server để thiết lập các chính sách hoặc sử dụng cho VPN. Trong video này thì mình sẽ test thử với các policy nhé. Còn VPN các bạn cũng chỉ cần thay user local bằng user LDAP thôi. Mình đang có một máy tính thuộc giải LAN. Mình sẽ add các user LDAP vào trong policy cho phép giải LAN truy cập Internet. Các bạn thêm user group vào phần source của policy. Mình sẽ test trên PC. Bây giờ các PC khi truy cập Internet sẽ cần phải có một tài khoản thuộc LDAP. Đăng nhập đúng thì PC đó sẽ tiếp tục được truy cập. Yêu cầu đăng nhập này sẽ là bắt buộc cho mỗi lần máy tính khởi động. Sau khi đăng nhập xong thì PC đó sẽ truy cập bình thường.
Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình LDAP trên FortiGate. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.